Bạn đã quá chán với những bài học trong sách giáo khoa và áp lực từ thầy cô. Bạn muốn học toán một cách vui vẻ, dễ hiểu, dễ nhớ với cái giọng đầy củ chuối này. Hãy đăng ký kênh của Chơi Toán để học toán mà như đi chơi và khám phá những bí mật có 102 của toán học. Video này mang tính cà khịa cực cao nên không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và phụ nữ cho con bú. Như tiêu đề video, hôm nay mình sẽ nói về phương pháp giúp bạn thống trị thể loại hàm hợp trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán. Trước khi quảng cáo phương pháp của bản thân mình, thì mình sẽ giúp các bạn lên YouTube để review một cách vui vẻ các bí kíp của các thầy giáo trên mạng và xem họ câu view như thế nào. Mở đầu là thầy giáo Subin Hoàng Sơn, sinh năm 2K1 với phương pháp ghép trục. Sơn tự khẳng định là đã phát minh độc quyền ra phương pháp này vào năm 2019, khi anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Phương pháp của Subin được quảng cáo là có hiệu quả cực cao, nhưng có thể biến học sinh thành những con vẹt vì không cần phải giải thích tại sao. Còn những cái bài thắc mắc hỏi tại sao thì hầu như ở trên YouTube anh không giải đáp được. Với thái độ tự tin của mình, anh khẳng định phương pháp cổ điển là biên luận nghiệm, rất dễ nhầm. Nếu như mà bình thường mọi người hay làm á, là xét tương giao thì mọi người sẽ không thể nào giải toán được bài toán này mà mọi người sẽ phải biện luận, mà biện luận rất dễ nhầm. Đó. Nhưng với phương pháp của anh thì cũng tính nhầm cơ mẹ lấu luôn. Có khi là mình gắn máy bị sai ở đâu đấy. Em ai chịu, trời ngáo rồi, cộng 1 là bằng 0 chứ. Khi thi triển bí kíp võ công này thì tác giả của nó toàn thiếu những cái quan trọng. Thiếu một cái quan trọng rồi. Và đôi khi bị tẩu hỏa nhập ma. Hôm qua ấn thì ra, hôm nay ấn lại không ra. Chẳng nhẽ giờ lý cọc tay à? Vô lý nhỉ? Nhiều lúc nó cũng lẫn thế. Bí kíp dần trở nên nổi tiếng và được nhiều thầy cô khác cover lại và có thể ghi nguồn hoặc không. Trong đó có thầy Nguyễn Quốc Chí, cô Lưu Huệ Phương, thầy Đỗ Văn Đức, Doanh Phạm, Mạnh Quyền. Chỉ một năm sau đó, vì tranh chấp bản quyền mà một drama đã nổ ra còn to hơn cả Thần Đồng Đất Việt với họa sĩ Lê Linh và công ty Phan Thị. Cái cách nói chuyện của thầy là đôi co và thầy muốn ý, thầy muốn nói là mình không nên nhận những cái đấy là của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một người tuyên bố Subin Hoàng Sơn không đủ tuổi, đó là thầy Lương Văn Huy, biệt danh Huy Đen, với biệt tài chém gió chém bão kinh điển của mình đã tạo ra một phương pháp mới mang tên song trục. Đừng nhầm lẫn song trục với ghép trục, đó là hai cái khác nhau. Ghép trục thì không thể so sánh được với song trục ở trong những loại bài toán này. Vẫn tiếp tục biến học sinh là những con vẹt biết nói. Ngược chiều được gạch phần bên phải. Tại sao chỗ này gạch bên phải thế ơi? Thôi đi mày, thầy không trả lời đâu. Khi học phương pháp này thì các em cần phải chịu được những tiếng nổ cực lớn như phương pháp trước giờ chưa bao giờ có. Từ trước nay chưa bao giờ có cái loại bài toán này luôn. Làm mưa làm gió làm cả ông trùm luôn. Mưa làm gió luôn, trùm loại này luôn. Ai làm cũng nghiện luôn, không muốn làm cách khác luôn. Ai làm cái này cũng nghiện luôn, không muốn làm cách khác luôn. Phương pháp này vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ nào? Tôi cứ tưởng là tịch tà kiếm pháp chứ không phải là phương pháp giải ba cái bài toán dễ như ăn kẹo. Nhưng khi gặp bài đơn giản này của năm 2021 thì tôi tin là phương pháp này không làm được. Phương pháp của thầy Huy Đen đã vả thẳng vào công sức của Bộ Giáo dục khi học sinh có thể làm bài mà không cần học cái gì cả. Không lập bảng, thầy cho mình sẽ không lập bảng. Không lập bảng. Đấy, không xem dấu, không cần phải xem dấu. Đúng không ạ? Không cần phải đạo hàm giải phương trình làm gì. Bình thường là của ta là cũng phải có những cái này, đúng không ạ? Đấy, không bảng bên trên, không các kiểu gì cả. Nói chung là... Ngoài dạy học thì thầy Huy Đen còn có nhiều sở thích khác như giảng bài khi vừa chưa tay người yêu. Nay thì anh chia tay người yêu cũ đang buồn nên là quay cho các bạn. Làm cho học sinh thích thú. Rất nhiều bạn cảm thấy rất là thích thú. Nhưng làm cho học sinh tỉnh người. Làm phát sướng người luôn, tỉnh người luôn các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ so sánh hai phương pháp này trong một bảng sau đây
một cách khách quan nhất và bạn sẽ biết là có nên áp dụng hay không, nên dùng trong trường hợp nào để tránh tẩu hỏa nhập ma khi đi thi. 1. Về mức độ bản chất của phương pháp thì phương pháp ghép trục gần với bản chất hơn so với phương pháp song trục, nên tốn ít bộ nhớ hơn nhưng lại xử lý lâu hơn. Về nhược điểm, phương pháp ghép trục mà đi đến số cực trị thì bạn chỉ có khóc ra tiếng mán, vì chỉ cần điền thiếu một điểm x nào đó thì bạn sẽ ra về với không điểm trong tay ở câu hỏi đó. Còn phương pháp song trục tuy có vẻ đỉnh cao nhưng lại có vô số nhược điểm như sau. 1. Là không thể giải quyết khá nhiều dạng bài, ví dụ hàm lõi bên trong U nếu không phải là bậc nhất hoặc bậc 2 thì gần như chịu. 2. Là vì phương pháp quá xa rời bản chất nên khi gặp một bài toán cùng bản chất nhưng lại khác cách trình bày thì học sinh chỉ có biết đọc đề và khóc. Tóm lại, chỉ những bạn có tư duy khá tốt, đã chắc kiến thức cơ bản, muốn tiết kiệm thời gian để làm những câu khó hơn thì mới nên học các phương pháp này. Còn nếu không có nền chắc thì thôi, không phải học. Video sau mình sẽ giảng về hàm hợp, từ căn bản nhất đến nâng cao và bản chất của hai phương pháp trên. Điều mà chính tác giả của chúng cũng không thèm nói. Họ không nói thì mình sẽ nói. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Em chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy đi.